cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Phiên tòa xét xử Dominic Pellicot, 71 tuổi, đã gây chấn động nước Pháp và khiến cả thế giới kinh hoàng. Sau khi người này thừa nhận, đã nhiều lần chuốc thuốc vợ, dụ dỗ hàng chục người đàn ông làm hại vợ, là bà Giselle Pellicot, 72 tuổi, khi bà bất tỉnh, khi tòa án ở Avignon xét xử vụ án của Pelicot và cáo buộc 50 bị cáo khác. Các bị cáo đã nêu chi tiết cách Pelicot tìm thấy họ và lên kế hoạch cho hành vi lạm dụng ghê tởm kéo dài hàng thập kỷ trên một diễn đàn trò chuyện bất hợp pháp có tên là Coco. Theo hãng tin Reuters, tại phiên tòa, người chồng trong vụ việc đã đánh thuốc mê và để hơn 80 người đàn ông khác làm hại vợ mình trong suốt một thập kỷ, gây rúng động nước Pháp và đã thừa nhận các cáo buộc và cầu mong sự tha thứ từ gia đình. Ông ta nói Tôi thừa nhận tất cả các cáo buộc Tôi mong vợ và các con cháu của mình Có thể chấp nhận lời xin lỗi của tôi Tôi hối hận về hành động của mình Bà ấy không đáng bị như vậy Tôi mong sự tha thứ Mặc dù tôi biết điều đó là rất khó Pelicot cho biết Ông từng có khoảng thời gian trưởng thành khó khăn Và từng bị lạm dụng khi chỉ mới 9 tuổi Bởi một nữ y tá Pelicot mô tả cha mình là một người bạo lực Và mẹ ông cũng phải chịu cảnh bị lạm dụng Vào năm 14 tuổi Pelicote cho biết mình đã bị buộc phải chứng kiến và tham gia hành vi tội ác tập thể một người phụ nữ. Phiên tòa cũng đã cho thấy quy mô tội ác của Pelicote và khả năng che giấu tội ác của hắn trong nhiều năm dường như không thể thực hiện nếu không có Coco và những người quản lý trang web này. Coco đã bị các nhà chức trách châu Âu đóng cửa vào đầu năm nay. Pelicote đã sử dụng tài khoản ẩn danh và mời chào những người đàn ông trên một diễn đàn đến nhà mình ở thị trấn nhỏ Mazan. Pelicote tuyên bố trên diễn đàn rằng ông ta và vợ có chung sở thích và cũng không công khai đề cập rằng đã chuốc thuốc vợ với mục đích lạm dụng. Trong khi nhiều người đàn ông tuyên bố rằng họ tin mình đang tham gia vào một trò chơi nhập vai có sự đồng thuận, các điều tra viên phát hiện ra rằng Pelicot cũng nhiều lần mô tả việc chuốc thuốc vợ mình cho những kẻ tham gia. Trong phiên tòa, nạn nhân bà Giselle Pelicot cũng đã có mặt và nghe thấy những lời phát biểu của người chồng. Bà Pelicot đã gọi những người đàn ông gây ra tội ác đó là những kẻ suy đồi đạo đức đồng thời tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho họ. Khủng khiếp hơn, khi ông Pelicot cũng bị cáo buộc đã cưỡng hiếp vợ của ông Marichan, một trong những người tham gia vụ việc tại nhà riêng sau khi đánh thuốc bà này với sự giúp sức của chính ông Marichan. Lời khai của Pelicot có tính quyết định đến bản án của 50 người đàn ông khác trong độ tuổi từ 26 đến 74, những người đã tham gia làm hại bà Giselle Pelicot thông qua lời mời gọi. Một số bị cáo thừa nhận rằng Pelicote khi ấy đã nói với họ rằng ông ta đã đánh thuốc mê vợ mình, trong khi số còn lại khẳng định họ nghĩ bà Giselle Pelicote chỉ đang giả vờ ngủ và đã đồng thuận với hành vi này. Nếu bị kết án, các bị cáo có thể phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm. Ngày 11 tháng 10, mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin một phụ huynh ở tỉnh Bình Dương tố cáo thầy giáo có hành vi xâm hại con gái mình. Theo bài đăng thầy giáo bị tố hiện là giáo viên một trường trung học cơ sở trên địa bàn phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nội dung tố cáo cho rằng, thầy đã dụ các nữ học sinh đi hát karaoke, đồng thời có hành vi dở trò đồi bại với các em, trong đó có một nữ sinh mang bầu. Bài đăng bày tỏ sự bức xúc, phẫn nộ và mong muốn những hành vi đồi bại của nam giáo viên phải được đưa ra ánh sáng. Theo bài đăng của vị phụ huynh này, thầy giáo có hành vi sai lệch trên là VDL giáo viên dạy môn thể dục, kiêm tổng phụ trách đội, liên đội. Ngay sau khi đăng tải, bài viết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Hầu hết những người sử dụng mạng xã hội đều đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra, làm rõ. Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Di An, tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm được thông tin. Ủy ban Nhân dân thành phố Di An đã chỉ đạo cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc. Nếu các thông tin tố cáo được xác minh là đúng sự thật, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam các bị can để điều tra về các hành vi mua bán người dưới 16 tuổi, giữ người trái pháp luật và dâm ô với người dưới 16 tuổi. Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Tưởng, 24 tuổi đều trú tại xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Công an cũng bắt giữ Lê Viết Cường, 35 tuổi, thường trú tại xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với hành vi mua bán người dưới 16 tuổi và Lê Quang Thái, 26 tuổi, ngụ ở xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, về hành vi giữ người trái pháp luật. Vũ Đoàn Duy Khánh, 18 tuổi, trú tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, bị bắt về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Theo kết quả điều tra ban đầu của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Văn Đức là chủ quán karaoke G7 nổi tiếng ở Thanh Hóa, có địa chỉ tại thôn 1, xã Hoàng Ngọc, huyện Hoàng Hóa. Trong quá trình hoạt động kinh doanh karaoke, Đức đã có hành vi mua bán người dưới 16 tuổi. Khi lực lượng công an tổ chức kiểm tra, phát hiện tại cơ sở của Đức có tổng cộng 58 cô gái, trong đó có 12 người dưới 16 tuổi được Đức giữ để làm nhân viên phục vụ nhu cầu của khách khi đến quán karaoke. Chủ cơ sở này đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tuyển nhân viên nữ từ 14 đến 30 tuổi. Hàng ngày nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách. Khi nhân viên đến làm việc tại karaoke Masa G7 sẽ được đưa vào khu nhà biệt lập và bị quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại. Sinh hoạt, mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành thử nghiệm hiện trường vụ án người con trai là Nguyễn Văn Tiến, 18 tuổi, trú tại thôn 6, xã Yale, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, sát hại mẹ ruột Lê Thị Vân, 60 tuổi, chú thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pư, gây xôn xao dư luận. Liên quan đến vụ án trên, cậu bé chăn bò tên Long, 14 tuổi, là người đầu tiên phát hiện thi thể, giúp công an xác định nghi phạm. Thời điểm đó, Long đang cho đàn bò ăn cỏ trong dãy điều thuộc thôn 6, xã Ia Le, huyện Chư Pư, giáp danh huyện Ea Hleu, Đắk Lắc. Cậu bé chợt nhớ hơn tuần trước từng thấy Nguyễn Văn Tiến đào lấp hố ở bãi đất trống gần đấy nên tò mò đến xem. Quay lại nơi từng thấy Nguyễn Văn Tiến lấp hố trong vườn điều, cậu bé chăn bò hoảng hốt phát hiện thi thể đang phân hủy. Càng đến gần khu vực bị đào sới nham nhở, Long càng ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Bất ngờ cậu bé trông thấy vật lạ dưới chân, giống như xương sọ. Ngay cạnh đó là một cánh tay và chân người lộ ra dưới lớp đất mỏng. Long hoảng hốt chạy về nhà gọi người lớn. Nhận được tin báo từ người dân, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai khám nghiệm hiện trường, xác định nạn nhân là bà Lê Thị Vân. Làm việc với cơ quan điều tra, dưới sự giám hộ của mẹ, cậu bé kể hơn một tuần trước, trong lúc chăn bò qua khu vườn của Bảo Vân, đã trông thấy Tiến cầm cuốc đào đất, vun thành đống trùng khớp với vị trí phát hiện thi thể. Tuy nhiên khi cậu bé đến gần thì bị Tiến đuổi đi, sau đó hỏi số điện thoại người mua bò. Thiếu tá Trần Văn Vinh, đội phó điều tra tội phạm nhân thân, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Gia Lai cho biết, đây được xem là manh mối quý giá của vụ án. Cùng với nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan, cơ quan điều tra tập trung suy xét về hành tung và các mối quan hệ của Tiến. Nhờ đó mà nghi phạm nhanh chóng bị bắt và thừa nhận hành vi của mình. Kiều Tá Vinh nói, tiến tỏ ra An năn vì sát hại mẹ, đồng thời cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố hắn về tội giết người. Kết quả thực nghiệm hiện trường thể hiện bị can đã gây án một mình, phù hợp với tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Ngày 13 tháng 10, đồn biên phòng Sơn Trà, Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tìm kiếm, giải cứu thành công hai nữ du khách đi lạc trên bán đảo Sơn Trà trong đêm. Trước đó, vào 20 giờ ngày 12 tháng 10, Trực ban đồn biên phòng Sơn Trà nhận tin báo hai nữ du khách đi lạc tại khu vực Gành Bàng, thuộc bán đảo Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Đồn biên phòng Sơn Trà lập tức chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ trạm kiểm soát biên phòng bãi Bắc, phối hợp với các phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an phường cùng các phương tiện tổ chức tìm kiếm du khách. Lúc này, thời tiết tại khu vực Sơn Trà có mưa, địa hình dốc, trơn trượt, công tác tìm kiếm cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy hai nữ du khách đưa đến vị trí an toàn. Hai nữ du khách là HTH và CTT cùng 23 tuổi, trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cho biết đến khu vực trên để tham quan, check-in nhưng vì say xưa, chụp hình nên khi ra về thì trời tối, không quen địa hình nên đi lạc. Khu vực bán đảo Sơn Trà có địa hình phức tạp và dù chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm để du khách biết nhưng thời gian qua nhiều người vẫn bất chấp tổ chức đi phượt tại đây và từng có nhiều trường hợp gặp tai nạn